Đây là mình đi ăn đồ ăn kem hủ tiếu này. Thôi hủ tiếu ơi, bây giờ ta ăn hết nổi, ta chỉ coi thôi chứ chưa ăn đâu. Chút ra ăn, giờ không ăn đâu. Sớm mà. Hiểu rồi nè. Đây là 12 giờ. Ta là người quẹt đi, em không quẹt đâu. Không đói. Đi nó đói rồi thằng. Còn đây là rất nhiều đồ ăn. Này chắc là hủ tiếu bên mình nè. Mười ngàn là 60.000 một tô, rất nhiều món sinh tố. Này là lẩu đồ nướng, bún hủ tiếu, cháo đậu bì lợn. Đây là cái quầy đồ ăn Thái, một đồ ăn kem, đồ ăn Campuchia. Trong này có rất là nhiều món, nhìn rất là đẹp. Không đói, mày ăn. Mày order chưa? Thôi, là cái gì? Tại bây giờ không có đói rồi cũng ăn. Quầy đồ ăn thì rất là nhiều món mà nhìn rất là hấp dẫn. Khu này giống một khu ẩm thực. Ồ, này chắc là bún đậu. Anh hỏi nè, anh hỏi bánh nước, bánh mì đấy kìa. Ui, đây là hải sản. À, bánh xèo. Này bánh ít. Dừa, sinh tố. Bên này là bắt đầu là những cái món chè. Chè như đây là tốt nốt thì này. Đó, nốt. Wow. Chuối, khoai môn, khoai mỡ. Ở đây là sinh tố. Vậy đấy là hết cái khu ẩm thực rồi. Đây là cái khu quầy ngồi đồ ăn thì nó cũng khá là nhiều. Thấy đó. Tại mình mới uống trà sữa xong nên giờ cũng có đói lắm. Bây giờ đi vòng. Đây. Với một cái dĩa cơm thế này là 13.000. 60 mấy ngàn tiền Việt Nam ấy. Anh Tùng ăn gì không? Ăn đi qua bên chỗ anh Hòa kìa.